Chỉ thiện trên nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. À ma phan tê dạ xin vơ. Sĩ lê na su ca tân nhân ti, sĩ lê na phô ca sa ma đa, sĩ lê na ni phô tân nhân ti, ta s ma sĩ lăng vi sô tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Cái chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín và ráng thọ trì dễ luật chư được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân đại đức minh hành đã từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức tăng để chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán rất tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước nào rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh, và nơi ăn vui nào rồi thì sự ăn vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, ngũ ngầm, nơi tâm. Nam mô Bhuddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, dạ con xin được thay mặt đại chúng trong rung, xin kính cung thiền đại đức tể đức từ bi hoan hỷ ôn bài kinh pháp cú số 196 ạ. Dạ. Con thấy tín hiệu của đại đức à, con cũng cung thỉnh đại đức ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ tuần tọa minh hạnh cùng chư tôn đức tăng đại hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh pháp cú câu số 196. Tê ta đi xê pu tê giá tô nếp u tê ác cú tô phá dê na sắc ca bùn nhăn sang kha tung y mê ta mi tí kê na chí. Cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xứng thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý Ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô ý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ: Tê ta đi xê pu cha ya to ni pu tê a ku to pha ye na sa ka pun nhang sang kha tung e me ta mi ti kê na chi. Tê ta đi xê pu cha ya to ni pu tê a ku to pha ye na sa ka pun nhang sang kha tung e me ta mi ti kê na chi. Tê ta đi xê pu cha ya tô ni pu tê a ku tô pha dê na sa ka pu nhân sang kha tung i me ta mi ti kê na chi. Dạ con xin hát, kính mời cô rạng đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức tể đức. Không biết ở trong đạo tràng có nghe rạng đông không ạ? Mà không biết có vấn đề gì. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 196. Dạ, cảm ơn tất cả.
Tê ta đi xe bộ cha ya tô ni pu tê a cô tô pha dê na sắc ca bồn nhang sang kha tùm y nè ta mi ti kê na chi. Tê ta đi xe bộ cha ya tô ni pu tê a cô tô pha dê na sắc ca bồn nhang sang kha tùm y nè ta mi ti kê na chi. Tê ta đi xe bồ cha ya tô ni pu tê a cu tô phá dê na sắc ca bồn nhang sang kha tùm y nè ta mi ti kê na chi. Cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lượng được. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tê ta đi xê bù cha gia tô ni pu tê a cu tô phá dê na sắc ca bùn nhăn sang kha tùng y mê ta mi vi kê na chi. Xứng thai bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn vượt qua hí tham sân não phiền, vô di vô quý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Bản dịch của Hòa Thượng Dê Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giáo, Nam Mô Thâm Ma Giáo, Nam Mô Sa Khai Giáo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tỳ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Thần Lâm trong cái tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 196 ạ. Để ta đi xe cha giá thôi nhất đô tê a của thu ba về nà sa ca phu nằm sau khá thúng ý mê tam mi tỷ kê na chi. Để ta đi xê bù cha giả tô ni pô kê a phù tô ba dê na sa ca phun nàng sâu khá tâm ý mê ta mi tỷ kê na chi. Chúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tề ta đi xe bù cha giá tô ni pu tê a phù tô ba dê na sa ca phun nà sa kha tum y mê ta mi tỳ kê na chi. Xứng thai bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô di vô tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Cảm ơn Quynh Quá Sa Na đã mất bài ạ. Và xin gửi mít lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sức Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thân Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 196. Tê đà đi xê bù chá giá tô nhiếp bú tê á cú tô bá dê na sắc ca buồn nhăn sân kha tùm ý mét tá mí tí chê ná chí. Tê tà đi xê bù chá giá tô nếp bú tê á cú tô bá dê ná sắc
ca vun nhăng sang ca tum ý mét tá mí tí kề ná chi tề tà đi xề pù chá giá tô ni pú tề á cú tô pá dê ná sắc ca buồn nhăng sang ca kha tum ý mét tá mí tí kề ná chi cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi các công đức như vậy không ai ước lường được. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Xứng thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh dân quý ngài an tĩnh lục căn vượt qua hí luận tham sân não phiền vô vi vô ý tịch nhiên cúng dường như vậy vô biên phước màu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong. Và mình mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á. Sa thu lần thầy Xích Cẩm Vân. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 196. Tề ta đi se pu cha ya to Nếp bù tê a cú tô pha dê Nà sắc ca bún nhăng sang kha túng Y mê ta mi tì kê na chi Tê ta đi xê bù cha ya tô Nếp bù tê a cú tô pha dê Na sắc ca bún nhang sang kha trung Y mê ta mi tì kê na chi Tê ta đi xê bù cha ya tô Ni bù tê a cú tô pha dê Na sắc ca bún nhang sang kha trung Y mê ta mi tì kê na chi Tê ta đi xê phu cha ya tô Ni bù tê a cú tô pha dê Na sắc ca bún nhang sang kha tún Y mê ta mi tì kê na chi Cúng dường bậc như vậy Tịch tịnh không sợ hãi Các công đức như vậy Không ai ước lường được Bản dịch của Ngài Minh Châu Xứng thay bậc đáng cúng dường, Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn. Quý ngài an tĩnh lục căn vượt qua hí luận tham sân não phiền. Vô vi vô ý tịch nhiên cúng dường như vậy, vô biên phước màu. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức Giả Nam Mô Phút Tha Giá. Con vừa kể xong bài kinh pháp cú số 196, chưa thấy cô tu nữ... Như pháp bên nick dịch phiền và rung. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Tình Đạt vừa quang lâm đạo tràng ạ. Dạ, con kính đã con là người cuối cùng kể trong Xích Thanh Thủy có chiếc máy không? Xích Thanh Thủy ơi. Nguyễn thấy Xích Thanh Thủy. Alo, Thanh Thủy máy không? Nếu có xin mời lên kể bài kinh pháp cú chỗ 96. À, chắc Xích Thanh Thủy cũng không có chiếc máy rồi. Yeah, bây giờ kính bạch Đại Đức Tịnh Đạt. Bây giờ trong room đã không còn vị nào để kể nữa. Yeah, kính chào cô tư nữ Như Pháp. Vatana kể tới 4 lần để chờ cô vào room. Mà cũng chưa thấy vào, vừa đúng cô vào. Vậy Vatana xin được nghiền mic cho cô nha. Kính mời cô tư nữ Như Pháp.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn huynh Quát Thanh ạ. Dạ, cảm ơn huynh đã cho tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con tu nữ như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ với bà, với cô tu nữ. Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thấy con sớm cho con chào đạo tràng trước khi con ôn bài ạ. Dạ, cảm ơn Minh Bách Thanh Á cho bài học. Như Pháp kính chào Thanh Á, kính chào Maha Đá Chá, kính chào Thâm Má Sú Khá, mến chào cô Trần Đạo, mến chào Thi Lâm, mến chào Thanh Thủy, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Quang Nguyệt, mến chào cô Rạng Đông, mến chào cô Cẩm Vân, mến chào Châu Khoan, kính chào ai điều kêu em đó, kính chào Pháp Niệm Tâm. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 195 ạ. À, con lộn rồi. Dạ, 109. Tề tà đi xề bút cái giáp tờ nịp bút tề ác cú tờ phá dê át ca bùn nhằn sẵn ca tâm y mát tâm y tí kê ná chí. Tề tà đi xề bù cha gia tờ nịp bù tề a cô phá dê na sạch ca bùn nhăn sẵn ca tùm y mét tâm y tí kê na chi. Tề tà đi xề bù cha gia tờ nịp bù tề a cô tờ phá dê na sạch ca bùn nhăn ca tùm y mét tâm y tí kê na chi. Cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con xin được kệ ạ. Tề tả đi xê bù cha gia tô niệp bù tê a cù tô pha dê nà sát ca buôn nhận canh ca thức kha tâm y mát ta mi thì tê na chi. Tài tả đi xê bù cha gia tô niệp bù tê a cụ tô pha dê nà sát kha vung nặng san kha tâm y mát ta mi thì kê na chi. Tề ta đa xê bù cha gia tô niệp bù tê a cù tô pha dê na sát ca bún năng thanh ca tâm mi mật ta mi tì kê na chi. Xứng thai bậc đảng cúng dường thể tôn môn đệ các hàng tinh văn, quý ngài an tịnh lục căn vượt qua hy luận tham sân não phiền. Vô vi vô ý, vô vi vô ý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Dạ, đây là bản hộ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính chào anh chị Phan Văn Liêm về vào đạo tràng. Dạ, con đọc ba lần, kể ba lần để chờ Tina vào mà con cũng chưa thấy. Dạ, bây giờ con cũng chưa có thấy bàn tay mới nào. Thành thị không có trước mái rồi. Dạ, bây giờ thì con xin phép Đại Đức Tịnh Đạt sư có sẵn sàng chưa bạch sư? Con có thể cung kính pháp sư chưa sớm mấy phút không ạ? Con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 196. Và con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt ạ.
Như Pháp kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á, cô Trần Đạo, cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân đã hoan hỷ ôn bài Pháp của kinh 196. Dạ, bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Câu Pháp của kinh số 197. Chà Kinh Quát Thanh Á đã cho bài học. Nam Mô Bích Hai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn quản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Việc làm mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự Pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nệm hương về hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 40 năm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Hai Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 197. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng bích đến sạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ quý vị có âm thanh rõ không ạ? Dạ quý vị quan hỷ đợi cho tôi xíu nhạc đổi cái đường mạng quý vị. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Nhà con kính lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư quý vị đang tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Ngày hôm nay ngày 8 tháng 4 ngày thứ 6 diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt với câu kệ ngôn Pháp Cú số 197, phẩm an lạc Sukha Vakka.
Dạ, bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, một lần nữa con xin kính lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú qua phẩm mới, phẩm Sukha Vakka, phẩm An Lạc. Câu kệ ngôn pháp cú số 197. Và câu kệ ngôn pháp cú số 197 phẩm An Lạc Sukha Vakka có nội dung như sau. Su su khang wa ta chi wa ma verine su a verino verine su nu se su vihamma a verino su su khang wa ta chi wa ma verine su a verino verine su manu se su viharama a verino. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc sơ lược câu ngữ vựng Pali của câu pháp cú kệ ngôn pháp cú số 197. Phần Việt ngữ văn xuôi của Ngài Indachanda Chánh Thân là những người không thù hận giữa những người thù hận, chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. Chúng ta hãy sống không có thù hận giữa những người thù hận. Su su khang wata yuwa ma verine su averino verine su manusse su viharama averino. Câu đầu tiên là su 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 khang wata yuwa ma. Susukan wata jiwa ma. Susukan ở đây chúng ta có cái từ là su khá cộng với lại cái từ su. Su là tốt đẹp. Su khá là hạnh phúc. Đã hạnh phúc còn có cái từ su phía đầu nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái từ này cũng khá là đặc biệt. Su khăn nói về cái sự an lạc, hạnh phúc vô cùng. Nó không phải đơn thuần là cái sự an lạc bình thường không, mà nó là cái sự an lạc vô cùng, hay là an lạc một cách tốt đẹp, nếu chúng ta dịch sát nghĩa. Quá tá thật vậy, hay là quả nhiên, quá tá. Chi qua má là sống. Sống. Chi qua má sống. Su su khăn qua ta chi qua má
Verinesu Averino. Verinesu Averino. Verinesu Averino. Verinesu là người có cái sự thù hận, nó xuất phát từ cái vera là sự thù hận cộng với lại cái tiếp viên ngữ y chỉ sở hữu đó. Verinesu có nghĩa là những người có cái thù hận, có thù hận. Averino thì nó có cái nghĩa đối lập lại, á có nghĩa là đối lập lại của cái từ Verinesu, tức là người không có thù hận, người không có thù hận. Cái từ này, hai cái từ này là hai cái từ đối lập nhau. Verinesu Averino, người có thù hận và người không có thù hận. Verinesu Manusesu, câu thứ 3. Verinesu Manusesu. Verinesu là chúng ta vừa học là người có thù hận ha. Manusesu là những người Manusesu là những người người Manusá là người, nhân loại, con người, số nhiều, chúng ta gọi là những người. Viharama là sống, Viharama sống. Averino là không có, người không có thù hận. Những cái bài kệ hôm nay chúng ta chỉ có một số từ, vài cái từ vựng mà chúng ta thấy là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Chúng ta có cái từ là su khăn nè, Chiwama uvang verena verina verinesu. Chúng ta chỉ có một số từ thôi, rồi lặp đi lặp lại. Viharama Averino, nhà người không có thù hận. Như vậy thì chúng ta vừa sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 197. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 197 có nội dung như sau. Su su khăn wa ta chi wa ma Verinesu Averino, Verinesu Manusesu, Viharama Averino. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức, vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Đó là nội dung câu kệ ngôn pháp cú số 197. Nam mô Bụt Thầy nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ, về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 197 này. Hôm nay thì chúng ta học về cái phẩm thứ 15, phẩm an lạc số khá quốc gác. Qua phẩm này thì chúng ta sẽ thấy là những câu, những cái nội dung liên quan đến cái sự diễn tả về cái cách hay là cái trạng thái của người có cái sự an lạc bằng cách là không hận thù, vân vân. Và đặc biệt ở trong cái câu cái phẩm này đó,
cái từ an lạc ở đây nó không có đơn thuần đó là cái sự an vui, an lạc của cái người bình thường mình. Cái người bình thường mình là vui vẻ, hạnh phúc. Ở trong kinh thì nói với cái trạng thái rất là trong sạch. Cái chữ su khá quá cá, cái chữ su khá ở đây á, nhất là trong câu kệ chúng ta gặp là su khá đó, nó hình thành từ cái từ là sút thu su khăn đó là an lạc một cách hoàn hảo, tốt đẹp. Mà an lạc một cách hoàn hảo tốt đẹp là cái trạng thái của các vị thánh, có các vị thánh, cái trạng thái mà không có thù hận, không có hận thù á, nó không đơn thuần là không giận ai. Chúng ta đang là người đang đi trên đường sự thì chúng ta là không giận ai, kìm nén cái sự giận hờn, giận dỗi. Nhưng mà để mà áp dụng cái câu pháp cú này trong cái đời sống mình á, phải nói là đó là sự an vui, an lạc, không có hận thù của những vị thánh, những bậc thánh nhân. Thì quay lại cái duyên sự ngày hôm nay, tôi quý vị rằng nói về cái duyên sự này nói về hai hoàng tộc bên nội bên ngoại của Đức Phật. Nói về cái cuộc tranh giành nước trên dòng sông Rohini. Cái dòng nước trên dòng sông Rohini giữa hai cái quốc độ, bên Sắc Giá là bên nội và bên Cô Lý Tá là bên ngoại, so theo cái gia phả đó của Đức Phật. Thì cái ngày xưa, thưa quý vị rằng ngay cả ngày nay, cái dòng nước để mà canh tác nó rất là quan trọng nha. Cái dòng nước để mà canh tác nó rất là quan trọng. Và cái dòng nước trên dòng sông Rohini này đó, nó là cái dòng sông chảy qua giữa hai cái ranh giới của hai cái quốc độ, hai cái đất nước Sắc Giá và Cô Lý Giá. Và người dân, người nông dân đó, họ canh tác cạnh cái dòng sông này đó, thì họ sử dụng nước để mà tưới, để mà dẫn nước vào trong ruộng, trong rẫy để mà trồng trọt. Nhưng mà đến những cái mùa mà nước nó ít rồi đó, ở trong đây thì nói rằng là khoảng tháng 6, tháng 7 dương lịch, tháng 6, tháng 7 dương lịch, dòng nước bắt đầu nó ít dần rồi đó. Và trong cái thời điểm này đó là cái mùa màng cũng đang vào cái mùa đó là phải tưới tiêu thường xuyên, sắp đến mùa thu hoạch, cho nên cần phải tưới tiêu để mà giữ cho ruộng lúa hoa màu nó được tươi tốt. Và nhu cầu thì càng ngày càng cao trong cái thời điểm này, mà cái lượng nước thì càng ngày càng ít, cho nên nông dân ở hai bên dòng sông đó mới có một cái cuộc gặp gỡ để mà thương lượng, tức là họ muốn đắp đê, ngăn đê để mà giành lấy cái phần nước nhiều hơn, hy vọng rằng bên bờ bên kia sẽ hy sinh nhường cái phần nước cho phía bên này. Phía bên kia thì cũng không có chịu, cũng nói rằng là cũng đang cái mùa, gần cái mùa thu hoạch, cũng rất là cần nước, và cũng đưa ra ý kiến là muốn đắp đê để mà lấy nước nhiều hơn. Thì cuối cùng cái sự xung đột này đó, cái sự mà thương thảo này nó không có thành công, và nó xảy ra xung đột. Và cái sự xung đột này nó lan dần từ những người nông dân, những người trực tiếp canh tác ở trên ruộng, ở trên rẫy, trên nương,
Và cái sự xung đột này nó đến tai những người lãnh đạo ở trong địa phương. Và dần dần thì những người lãnh đạo trong địa phương, cấp nhỏ cho đến cấp lớn, rồi đến quan, rồi đến vua, thì cái sự xích mích xung đột để mà giành lấy cái phần nước nhiều hơn đó của hai bên đất nước Ca Sắc giáo và Cô Lý giáo đó, nó trở nên khủng hoảng. Và cho đến đổi cái sự xung đột này, hai bên quân đội đó đã dẫn đến đó là dàn trận để mà chuẩn bị chiến đấu. Bên nào thắng á, thì sẽ giành được cái nguồn nước hiếm hoi đó, dùng vũ lực để mà giải quyết vấn đề, dùng chiến tranh để mà giải quyết vấn đề. Chứ bây giờ cũng không có bên nào để mà thương thảo thuyết phục được bên nào. Bởi vì mà nước mà chia đều cho hai bên trong cái lúc mà hạn hán ít nước á, thì cũng không có đủ vào đâu. Cho nên là muốn chiếm trọn cái phần nước trên con sông đó. Rồi hai bên đã dàn trận để mà dùng cái nổ ra chiến tranh để mà giành lấy cái nguồn nước đó. Thì Đức Phật á, Ngài đối với chúng sanh thì Ngài bình đẳng hết. Và đặc biệt thì gia quyến của Ngài là cái bóng mát. Ngài đã từng nói trong cái lần đó là quý vị còn nhớ cái lần mà vua Vishu đã phá mà dẫn quân tàn sát dòng họ Thích Ca đó, thì Đức Phật Ngài cũng ca ngợi về cái bóng mát của quyến thuộc. Thì đối với cái sự chuẩn bị nổ ra chiến tranh giữa hai cái quốc gia, một bên là bên nội, một bên là bên ngoại, thì Đức Phật Ngài dùng cái cách phân xử giảng hòa, cái cách phân xử giảng hòa. Thì ngay cái thời điểm mà quân đội hai bên chuẩn bị để mà tấn công lẫn nhau, thì lúc Đức Phật Ngài đến với cái tình thâm cũng như là cái sự kính mộ với Đức Phật, thì hai bên tạm ngưng đình chiến. Khi mà thấy Đức Phật Ngài đi đến, thì Đức Phật Ngài mới hỏi cái nguyên nhân tại sao mà quân đội hai bên đang dàn trận để mà chuẩn bị có một cái cuộc ẩu đả tàn sát như vậy. Thì khi mà hỏi những cái vị lãnh đạo cấp cao như là vua, quan hay là cấp quan địa phương, thì những vị này cũng không có biết. Chỉ khi nào hỏi đến những cái người mà nông dân họ có cái sự xung đột trực tiếp đó, thì họ mới nêu cái lý do, tức là dùng cái nguồn nước để mà tưới tiêu, để mà chăm sóc ruộng rẫy. Thì lúc đó Ngài Đức Phật Ngài mới dùng cái cách Ngài đặt ra cái câu hỏi, Ngài đặt ra câu hỏi để mà tìm cách giảng hòa cho hai bên. Thì Đức Phật Ngài hỏi rằng nước và sinh mạng con người á, cái nào đáng giá hơn? Cái nguồn nước và sinh mạng con người cái nào có đáng giá hơn? Nếu như mà dùng cái nước mà tưới tiêu để mà chăm sóc ruộng vườn á, thì đương nhiên nếu mà giành được cái phần hơn đó thì có cái sự bội thu. Cái phần mà ít á, thì năng suất nó cũng thấp theo. Tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Nhưng nếu mà nổ ra chiến tranh thì đương nhiên là có sự sát thương. Người chiến sĩ ra xa trường thì không có tránh khỏi cái sự mà thương vong. Thì Đức Phật Ngài hỏi giữa nước và sinh mạng con người cái nào quý hơn? Thì khi đối diện với cái câu hỏi đó thì hai bên các vị vua quan cũng như là các bà con vô lão đó,
thì mới trả lời với Đức Phật rằng là sinh mạng con người nó quý giá hơn. Sinh mạng con người quý giá hơn. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới nhấn mạnh thêm, nếu như hôm nay mà Như Lai không đến đây đó, thì máu của những người dân, những người chiến sĩ đã nhuộm đỏ dòng sông. Ngài có cái điều Ngài không có bằng lòng, tức là các vị vua sống trong cái thù hận, tranh chấp, sống trong cái thù hận và tranh chấp. Và chính vì vậy mà không có xứng đáng cái việc mà giành lấy cái nguồn nước để mà đánh đổi bằng cái sinh mạng con người. Sau khi cái sự thuyết phục của Đức Phật Ngài đối với hai cái đội quân giữa bên nội và bên ngoại đó, thì hai bên đã đồng lòng để mà đi đến cái hòa giải, không có tranh giành, cũng không có xảy ra chiến tranh, nhờ cái sự hòa giải của Đức Phật. Đức Phật Ngài Ngài kết thúc bằng cái cách đọc lên ba cái câu kệ ngôn nói về ba cái pháp mà một cái người bình thường khó lòng nào vượt qua được, nhưng mà nếu mà vượt qua được đó thì sẽ được cái an lạc. Ở đây sự an lạc nói về cái việc là an lạc cao thượng, an lạc tuyệt đối, cái sự hạnh phúc tuyệt đối. Thứ nhất đó là cái pháp hận thù trong câu kệ 197. Một câu kệ 197. Cái thứ hai đó là bệnh, không có bệnh, ở câu kệ 198. Và câu thứ ba đó là không có tham ái, ở trong cái câu kệ 199. Thì hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn số 197, và cái duyên sự này nó cũng có cùng với duyên sự với câu kệ 198 và 199. Thưa quý vị rằng trong cái duyên sự này đó, nói về cái lạc hạnh phúc do không có hận thù mang lại. Giống như Tịnh Đạt có trình bày đó là không có hận thù. Ở đây nếu như chúng ta hiểu theo cái lời văn tự nhiên hay là cái kinh nghiệm của bản thân mình đó, thì cái sự không hận thù là không có giận hờn, không có hãm hại, không có bực tức. Hoặc là những lúc mà chúng ta có cái sự kiên nhẫn, chúng ta có thể kiềm chế cái sự nóng giận của mình, và chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thì chúng ta cũng cảm nhận được cái sự an lạc của cái việc đó là ngăn chặn cái tâm hận thù, cái tâm sân hận nó sinh lên. Khi mà chúng ta nóng nảy, chúng ta đang khó chịu, chúng ta hành động bất cứ cái việc gì, hay là nói bất cứ cái việc, cái lời nào, hay là chúng ta suy nghĩ bất cứ cái về cái gì, thì đều dẫn đến một cái hậu quả hay một cái mục đích nó không có tốt đẹp, chắc chắn là như vậy. Cho nên á, với cái việc mà chúng ta là người có cái sự khéo léo và sự kiên nhẫn, cũng như là có cái nội hàm về tu tập luyện tâm đó, rèn tâm chánh niệm, và chúng ta ngăn chặn được, chúng ta không cho cái sự giận hờn hay là cái cơn nóng giận nó sanh lên, hoặc là nó sanh lên không có kéo dài đó, thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi, mình cũng cản trở, ngăn cản được bao nhiêu là cái việc xấu nó đi kèm theo. Nó đi kèm theo.
Và chính vì mà chúng ta ngăn chặn được những cái hành động, những cái lời nói, những cái suy nghĩ nó không mấy tốt đẹp bởi cái sự nóng giận đó, làm cho cuộc sống của mình nó càng thêm bớt đi những cái phiền tối. Và chính vì bớt đi những cái phiền tối đó, cái cuộc sống mình nó được an lạc. Cuộc sống của mình được an lạc. Làm thế nào để mà mình ngăn chặn, kìm hãm nóng giận của mình? Đây là cái câu hỏi rất là thường khi những người, nhất là những người cư sĩ, có cái cơ tánh, cái căn cơ rất là nhạy bén và rất là dễ nổi giận. Và thường khi đó, khi mà chúng ta đi làm, va chạm với bên ngoài xã hội đó, thì các vị thường hỏi đặt cái câu hỏi đó là làm sao để mà bớt cái sự sân hận, bớt cái sự nóng giận. Còn như các vị vị xuất gia đó, thưa quý vị rằng cái sự ngăn ngừa cái sự nóng giận đó, nó ở một cái cấp độ khác, nó ở cấp độ khác. Và ở cái cấp độ mà cao nhất, như là trong cái lời kinh pháp cú này, đó là cái sự vắng mặt của cái sự sân hận, vắng mặt của cái sự sân hận, chứ nó không còn là cái việc mà kìm hãm hay là ngăn che hay là cố gắng mà để mà kiên nhẫn, không có khởi lên cái tâm khó chịu. Sự vắng mặt của cái sự hận thù, vắng mặt cái sự hận thù thì mới đạt được cái sự gọi là hạnh phúc. Và từ đây chúng ta có một cái định nghĩa nữa về cái hạnh phúc của các bậc thánh hay là hạnh phúc giải thoát đó. Nè, đó là cái sự vắng mặt của cái sự hận thù. Vắng mặt của sự hận thù. Một người mà sống không hận thù á, chúng ta có thể nói một cách khác, đó là một cái người sống bằng cái tâm mát mẻ. Sống bằng cái tâm mát mẻ, cái tâm từ bi, cái tâm mát mẻ. Thì muốn được cái tâm mát mẻ đó thì chúng ta cũng phải rèn luyện. Đối với kinh nghiệm mà sống ở ngoài xã hội, trong gia đình đó, thì thường những người nào, thì đa phần thôi chứ không phải là hoàn toàn, những cái người nào có được cái học thức rộng, có được cái kinh nghiệm sống dày, thì những người đó là những người sống bằng cái tâm mát mẻ. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó với cái kinh nghiệm của mình, với cái vốn sống của mình dày dặn, với cái kiến thức rộng rãi, thì cái người đó thường rất là dễ khởi cái sự thông cảm hay là đồng cảm, thông cảm và đồng cảm. Cho nên khi mà gần những người đó, mình rất là yên tâm và mình rất là thoải mái. Còn đối với cái người học Phật của mình đó, thì để mà có được cái tâm mát mẻ đó, thì mình cần phải rèn luyện. Rèn luyện. Mình cần phải tu tập bằng cách đó là thường xuyên rải cái tâm từ, thường xuyên nghĩ về cái việc mà tu hạnh tâm từ. Cái việc mà tu hạnh tâm từ hay là rải tâm từ á, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, đó là nói về cái việc mà làm sao có được cái trạng thái tâm mát mẻ, không có nóng giận, không có hờn dỗi, không có bực bội. Nhưng mà cái trạng thái tâm từ thì thật sự ra cái chuyện mà trạng thái á, chúng ta dùng từ ngữ để mà diễn tả cái trạng thái nó cũng có cái sự hạn chế. Cái việc mà chúng ta tu cái hạnh tâm từ đó, nó giống như là một cái việc làm cho thân tâm được mát mẻ. Và khi mà đạt được cái trạng thái thân tâm được mát mẻ,
mát mẻ do chính cái nội tâm mình nó đạt được, chứ không phải là mát mẻ do cái thời tiết nha thưa quý vị. Mát mẻ thì chúng ta lại nghĩ và mong muốn cho những cái chúng sanh xung quanh mình, như là những người yêu thương, những người quyến thuộc, những người quen biết, và dần dần đến những người không quen biết, và cuối cùng là đến những người mà chúng ta không ưa, không thích. Mong muốn cho những người đó cũng có được cái trạng thái tâm mát mẻ như mình. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải rèn luyện hàng ngày. Với cái mục đích đó là dần dần chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái giống như là các vị thánh tăng, các vị thánh đã đạt được, đó là vắng mặt cái sự hận thù, để mà có được cái tâm từ bi mát mẻ một cách rộng lớn, một cách tuyệt đối. Cái câu hỏi mà quý vị thường đến chùa để mà gặp hỏi các sư đó là làm sao để mà mình giảm bớt cái sự nóng giận đó. Thì thật sự ra đó, phải xem cái người đó có cái tư tưởng cũng như là cái thói quen sống như thế nào, chúng ta mới có cái cách để mà hướng dẫn. Chung quy đó, chung chung đó là ở cuộc sống đó, nếu như mà dữ quá đó, hung dữ quá đó, thì chúng họ ghét, mà hiền quá thì chúng họ cũng khinh. Họ khó có thể nào thành công với hai cái trạng thái đó, với hai cái loại người đó, quá hung dữ hoặc là quá là hiền. Và chúng ta cũng có thể nói rằng cái sự mà hận thù đó, nó không chỉ là gói gọn trong cái việc đó là tâm mình đang sân, tâm mình đang nóng giận, mà nó còn có nghĩa là cái trạng thái khó chịu, bất mãn. Cái trạng thái khó chịu, bất mãn, vì trạng thái của tâm sân đó là thiêu đốt đối tượng, và cái đối tượng đó nó cũng không có nghĩa đó là đối tượng bên ngoài nữa, mà có đối tượng bên trong. Cho nên cái việc mà ở đây chúng ta không nói đến cái việc mà ý nghĩa của cái bài kinh, vì chữ xuất khá đây đó, đó là trạng thái an lạc của các bậc thánh, do nhờ cái sự vắng mặt của cái sự không có sân hận, vắng mặt của sự sân hận. Mà chúng ta chỉ nói về cái vấn đề đó là làm sao mà chúng ta có thể giảm bớt mà thôi. Làm sao để chúng ta giảm bớt mà thôi. Ở đây thì Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ thật với quý vị rằng ở trong chùa đó, cũng nhiều khi có những cái sự việc xảy ra mình cũng rất là dễ nổi cáo, rất là dễ bực bội, hay là dạy những cái đứa nhỏ đó mà nó không nghe lời đó, mình cũng giận lắm. Nhưng mà so với cái giận đó thì nó nhẹ lắm. So với cái giận đó nó nhẹ lắm. So với quý vị mà phải tranh đấu để mà giành giật từng cái điều lợi về mình đó, thì nó không đáng là gì. Nhưng mà cái trạng thái tâm á, cái trạng thái tâm mà bực bội, khó chịu á, nó cũng y như nhau à. Nó cũng y như nhau. Nếu như mình không có cái cách phòng ngừa cũng như là hạn chế á, thì cái sự bực bội, khó chịu đó, nó sẽ là cái nguồn để nuôi cái tâm sân đó, nuôi cái tâm sân đó. Đúng là cái việc mà sân hận đó, nó không giải quyết được cái vấn đề nào hết. Mạnh được yếu thua, đó là cái quy luật của cái thế gian. Những người có cái uy quyền, dùng quyền lực hay là dùng bạo lực để mà có được cái mà họ muốn. Nhưng mà những người mà yếu thế đó,
ngoài mặt là họ phục tùng, nhưng mà khi cái tâm sân hận mà bị lép vế thua cuộc đó, nó cũng là cái nguyên nhân khi mà họ đủ cái khả năng họ sẽ hại mình, hại ngược lại cái người đã từng thắng mình đó. Cái điều này Tịnh Đạt muốn nói về cái việc đó là thức ăn của cái tâm sân hận. Làm thế nào mà chúng ta phải ngăn chặn bằng cách là cắt đi cái thức ăn nuôi dưỡng cái tâm sân hận? Đó là cái điều quan trọng hơn là cái việc mà chúng ta có thể thắng hoặc là không, hoặc là nhịn ở những cái tình huống khác nhau. Làm thế nào mà chúng ta có thể cắt đi cái sự nuôi dưỡng cái tâm sân hận của mình? Có nhiều khi đó quý vị để ý, chúng ta thua thiệt bên ngoài trong những cái tình huống, nhưng mà khi về nhà đó là chúng ta không có ngủ được. Tại sao không ngủ được? Bởi vì chúng ta còn nghĩ về nó, chúng ta còn bực bội về cái điều đó nha. Và nó vi tế nữa, như là cái việc mà mình không có ưa ai đó, không có thích ai đó, thì cái tâm khó chịu, ở đây là cái vi tế thì chúng ta có thể dùng là cái tâm khó chịu, nó lại tiếp tục lớn mạnh từng giờ từng ngày nếu chúng ta không có để ý. Giống như là chúng ta sống cạnh cái người hàng xóm đi nha, sống cạnh cái người hàng xóm, bây giờ khi mà đụng mặt nói chuyện đó, thì đó là tình huống cụ thể. Đôi khi chúng ta giận quá, chúng ta có những cái lời nói không hay, và đôi lúc chúng ta kìm nén được thì chúng ta giữ bình tĩnh. Nhưng mà sao? Những lúc mà không có đối diện trực tiếp, nếu như chúng ta là người không có ý thức được việc mà chúng ta đang nuôi dưỡng cái tự sân hận đó, thì cái nhà bên kia họ có tiếng động như là họ đang mở cái âm thanh lớn, mở nhạc lớn, hoặc là có những cái lời nói làm cho mình bên đây phải nghe, thì tự nhiên những cái âm thanh đó nó không có cái gì mà đáng để mà khởi lên cái tâm gì hết, nhưng mà chúng ta đang có hiềm khích với họ thì tự nhiên chúng ta khởi lên cái tâm khó chịu. Sáng họ quét nhà hay dội nước mà nó chảy qua cái trước sân nhà mình thôi, thì bao nhiêu đó thôi, nó không đáng gì hết, nhưng mà do cái sự hiềm khích là chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng cái sự sân hận, khởi lên cái tâm bực bội. Thì cái chỗ này là chúng ta cần phải để ý, chúng ta cần phải để ý để mà cắt đi cái sự nuôi dưỡng đó. Tại cái sự việc nó không có đáng gì hết, nhưng mà do mình có cái sự hiềm khích, mà nói rõ hơn là cái sự quan trái, thì tự nhiên chúng ta lại tiếp tục nuôi cái tâm sân hận. Mà nhiều khi chúng ta nuôi một mình họ không có nuôi, cái người hàng xóm họ không có nuôi cái tâm hiềm khích với mình, mà mình tự nuôi một mình, đó là tự mình chuốc lấy khổ lấy mình, tự mình lấy khổ, chuốc lấy khổ với mình. Và quý vị để ý đó, trong cái cuộc sống luân hồi mình á, khi mà mình có cái sự quyến luyến, thương yêu thì mình sẽ gặp lại nhau. Và còn cũng có một cái điều đó là khi mình có cái sự quan trái, có cái sự hận thù, mình cũng tiếp tục gặp lại nhau. Quý vị hãy tin cái điều đó. Cho nên khi mà bình thường chúng ta hãy để ý, làm thế nào đừng cho dính mắc, kể cả đó là thân bằng quyến thuộc người yêu thương, kể cả đó là vật chất tiền tài của cải chúng ta làm ra được, và kể cả cái bản thân mình, đừng bao giờ để cái tâm dính mắc hối tiếc trước khi chúng ta nhắm mắt lìa tay lìa đời. Và đừng bao giờ để cái sự quan trái cột cho chúng ta trong cái kiếp này với bất kỳ cái người nào, với bất kỳ chúng sanh nào. Bởi vì cái sự dính mắc hay là cái sự trái đó, nó dẫn chúng ta tiếp tục
tiếp tục lăn trôi trong vòng sinh tử luân hồi với cái khổ đó nữa. Với cái khổ đó nữa. Cho nên cái việc mà cột quan trái nó rất là nguy hiểm. Nhiều khi chúng ta cột quan trái, cột có mình à. Mình cột mình thôi. Cái người mình quan trái họ không có cột. Cái người mình quan trái họ không có sao hết á. Đôi khi họ không để ý nữa. Mà mình ghìm họ. Mình quan trái với họ. Đôi khi đi chùa với nhau mà cũng quan trái lẫn nhau nữa. Nó ngộ vậy đó. Đi chùa để cầu sự giải thoát mà đến đó lại cột quan trái với nhau. Thì phải nói rằng là đó là một cách suy nghĩ và cách hành xử rất là thiếu cái trí tuệ, rất là thiếu cái sự khôn khéo. Mình đi chùa để cầu phước, để mong cầu cái sự giải thoát, cái sự an lạc, mà đến chùa để cột quan trái lẫn nhau thì cái điều đó là điều không nên. Và quý vị hãy nhớ cho một điều giống như là Tịnh Đạt có nhắc đó. Quan trái lẫn nhau sẽ gặp lại nhau. Quý vị có muốn gặp lại người mình quan trái không? Cái mình không ưa, không thích không? Không bao giờ. Mình muốn gặp những người nào tốt, những người nào thiện, những người nào hiền, những người nào thân. Nhưng mà quý vị lại cột quan trái với những người đó, thì với những cái người mà bạn mình không ưa, không thích, thì chắc chắn ở trong luân hồi mình sẽ gặp lại. Chắc chắn. Mà mình muốn gặp lại, mình không muốn gặp lại, mình đừng quan trái với họ. Mình cố gắng mình cởi, Và cởi bằng cái sự khéo léo trong tư duy, trong suy nghĩ. Cởi bằng cái sự khéo léo trong cái lời nói. Cởi quan trái bằng khéo léo trong cái việc hành động. Chuyện lớn thì quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Đó, chúng ta cởi quan trái từ từ. Bởi vì trong nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta cột quan trái rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi. Ngay cả trong gia đình, quý vị đừng có nghĩ là hiện tại chúng ta là gia đình, chúng ta là cha mẹ, chúng ta là anh em, chúng ta là vợ chồng, chúng ta là quan hệ con cái, vợ chồng, anh em, quyến thuộc. Quý vị đừng có nghĩ đó là cái tình thâm, là cái sự hữu duyên nha. Mà nhiều khi đó là quan trái, quan gia đó, mà gặp lại đó. Quý vị có tin điều đó không? Chứng minh rằng đó là đâu phải gia đình nào cũng hạnh phúc đúng không? Đâu phải gia đình nào cũng thuận duyên đúng không? Đâu phải cha mẹ, như hai vợ chồng hay là trong anh em hay là mẹ con, cha con đều thuận thảo đúng không? Nhiều khi còn hãm hại lẫn nhau nữa. Mà hãm hại cho tán gia bại sản cũng có, mà hãm hại cho mất luôn cái mạng sống cũng có. Thì đó là gì? Đó là quan trái gặp lại nhau đó, thưa quý vị. Đó là quan trái gặp lại nhau đó. Quý vị đừng có nghĩ rằng cái sự quan trái nằm ngoài đường, nó nằm ngay trong nhà đó. Nó nằm ngay trong nhà đó. Nó nằm ngay những người xung quanh mình, những người mình cho rằng đó là quen biết đó. Thì cái cách để mà chúng ta bớt khổ trong cái cuộc luân hồi này đó, thì chúng ta hãy dần dần tháo bỏ, đừng cái cột cái mới và tháo cái cũ. Hãy tháo dần. Cho nên những cái lần mà chúng ta đi chùa, chúng ta cũng nên cầu nguyện thêm Sabbe Satta Avira Hontu. Đừng có quan trái lẫn nhau. Tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau. Sabbe Satta Sukhita Hontu. Mong cho tất cả chúng sanh được sự an vui. Tập dần 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 thì cái tâm mình nó có sẽ rộng mở thêm. Chúng ta đang là cái người thực tập thì chúng ta hãy tìm cái cách nào đó nó hữu hiệu cho bản thân mình. Các sư thì chỉ bài những cái kinh nghiệm mà quý vị nào hữu duyên hợp, thấy cách đó áp dụng được, mình hành có kết quả, thì hãy cố gắng giữ nó để mà tiếp tục. Bởi vì trong cái cuộc luân hồi đó, mình chỉ mong là gặp những cái người mà mình ưa, mình thích, hoặc là gặp những người nào mà không có hại đến mình. Gặp trong gia đình đó, mình muốn là sanh trong gia đình đó là ba mẹ thương yêu, anh em thuận thảo, đúng không? Rồi mình lớn lên mình có bạn bè cũng quý mến. Rồi mình đi làm ăn đó, thì gặp đồng nghiệp, gặp đối tác cũng hợp tác một cách thành công.
thì ngay bây giờ đó, chúng ta hãy quan tâm để ý tới cái lối sống để dẫn đi trong cái con đường luân hồi. Chúng ta hãy tập mở rộng tấm lòng để mà thương yêu. Và cái điều quan trọng là đừng bao giờ để mà cột quan trái với bất kỳ một chúng sanh nào hết. Nhiều khi mấy cái điều này thì ít có quan tâm để ý. Tại sao mà cuộc sống của mình nó có nhiều cái trục trở, trắc trở, khó khăn. Gặp cái người đi đường đó, bây giờ quý vị thử một cái bài trắc nghiệm. Chúng ta sống ở tỉnh này, chúng ta đi qua cái tỉnh nọ. Chúng ta bắt gặp một cái người ở trên đường, chưa từng thấy, chưa từng gặp. Đương nhiên là không từng quen biết rồi. Nhưng mà tự nhiên trong cái ánh mắt, ánh nhìn á, quý vị để ý coi. Tự nhiên thôi, mình nói là tự nhiên. Mình thấy người đó sao nhìn mặt nó thấy thiện cảm. Cũng có trường hợp mình bắt gặp một cái người xa lạ nhưng mà thấy ghét. Cái đó là mình nói là tự nhiên, mình không biết giải thích làm sao, cảm giác nó vậy thôi. Nếu mà đi là bắt chuyện đó, thì mình nghĩ rằng cái người đó sẽ rất là dễ thương và dễ bắt chuyện. Nhưng mà có người thấy ghét, nhìn không muốn nhắn nhìn nữa. Nó có thể đó là hình bóng của người đó nó hao hao giống như là một người quen của mình, hoặc là một người ghét mà mình ghét. Hoặc là cái người đó hoàn toàn không có giống ai hết, nhưng mà mình lại có cảm giác thân thiện hoặc là không ưa. Quý vị nghĩ ra lý do tại sao? Nó chỉ có là trong luân hồi là đã từng gặp nhau, đã từng quý nhau và cũng đã từng ghét nhau. Cho nên nó có những cảm giác đó thôi. Chứ không có đâu, không có gì mà tự nhiên hết á. Không có gì mà tự nhiên hết á. Cho nên biết được cái điều này thì mong rằng quý vị hãy cố gắng để mà lưu tâm. Khi mà chúng ta để ý, chúng ta chuẩn bị cho cái hành trang trong cái cuộc sống sanh tử luân hồi. Chúng ta biết được cái cách mà con đường chúng ta đi, chắc chắn là chúng ta sẽ sanh đi sanh lại trong cái vòng sinh tử rồi đó. Chúng ta chưa có giải thoát liền đâu. Thì chúng ta hãy chuẩn bị, chúng ta biết cái đoạn đường mình đi. Mình đi cái đoạn đường nào cho nó mát mẻ, cho nó im đẹp. Cái đoạn đường nào cho ít cái chông gai, ít có khổ đau. Không ai muốn sống mà có khổ đau hết. Thì đó. Hãy tập sống với cái tâm từ bi, bớt cái sự hận thù ghen ghét. Và đó là cũng là cái cách mà chúng ta đang tháo bớt những cái quan trái từ trước và không có cột những cái quan trái mới. Thì thưa quý vị rằng câu kệ ngôn pháp cú số 197 này, cũng như là câu số 198, 199 có cái nội dung nói về cái sự hận thù, cái sự đấu đá sắp nổ ra, chiến tranh giữa hai bên gia tộc nội và ngoại của Đức Phật. Và Đức Phật Ngài đã đến kịp thời để mà can ngăn, giảng hòa bằng cái thời pháp. Ngài nói lên cái việc mà hạnh phúc, an lạc của cái việc không có hận thù. Và chính vì cái thời pháp đã giúp cho hai gia tộc tránh được một cái sự thương vong của chiến tranh. Và qua cái câu kệ ngôn này thì chúng ta lại có những cái bài học mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ trong cái cuộc sống của mình, trong cái hành trang mà chúng ta chuẩn bị cho con đường trong luân hồi, giảm thiểu những cái rủi ro và có một cái cuộc sống an lạc, không phải trong kiếp này mà ở trong những kiếp tương lai. Đó là bằng cách hãy mở rộng tấm lòng yêu thương và hạn chế cũng như là tháo bỏ các cái quan trái ở trong cái kiếp sống này cũng như là những cái kiếp sống ở xa xưa. Chúng ta hãy từ từ mà tiến đến những cái trạng thái an lạc của những người không có thù hận, không có quan trái.
Một lần nữa thì tịnh đàn xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn cũng như là tham gia ngày hôm nay. Cầu chúc chư tăng và tất cả quý vị luôn sự an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật và sớm đạt được những cái sở nguyện y theo ý muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh đại đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và đại đức Tuệ Đức có trước mái không, xin cho con một tín hiệu. Và con để con dâng mít đến đại đức Tuệ Đức. Và đại đức Tuệ Đức. Và chắc là đại đức Tuệ Đức không có trước mái. Và con kính thỉnh đại đức Tịnh Đạt chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến đại đức Tịnh Đạt. Bhavantu sabba mangalam, rakhantu sabba devata, sabba buddhanupavena, sadasothi bhavantu te. Bhavantu sabba mangalam, rakhantu sabba devata, sabba dhammanupavena, sadasothi bhavantu te. Bhavantu sabba mangalam, rakhantu sabba devata, sabba sanghanupavena, sadasothi bhavantu te. Sathu, sathu. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta.